Châu Việt Cường từng thẩm mỹ khuôn mặt trước khi bị tạm giữ và điều tra. Một người bạn của Châu Việt Cường cho hay, ca sĩ này bắt đầu có tiền khoảng 3 năm nay. Châu Việt Cường từng đập đi xây lại khuôn mặt trong thời gian vừa qua. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội xác nhận, ca sĩ Châu Việt Cường có liên quan tới cái chết của một cô gái trên địa bàn phường Cống Vị. Công an phường đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Ba Đình để tiến hành điều tra. Thông tin này làm nhiều bạn bè và người quen của ca sĩ này bàng hoàng. Một người bạn chơi với Châu Việt Cường lâu năm cho biết, ngày mới vào nghề Châu Việt Cường nghèo lắm, chỗ nào mời đi hát cậu ấy cũng đi. Ngày đó Cường hâm mộ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cứ thấy nhạc là lên sân khấu nhảy loạn xạ và hát, rồi hỏi bạn bè, tôi hát đã giống anh Đàm Vĩnh Hưng chưa? Khoảng 3 năm nay, cuộc sống của Cường đỡ khó khăn hơn, do có nhiều show diễn và cũng chịu khó đi các tỉnh hát. Ngày xưa Cường xấu hơn bây giờ, với da đen, tóc đuôi dế, người gầy gò. Khi có tiền, Châu Việt Cường đập đi làm lại gần như toàn bộ khuôn mặt. Cậu ấy sang Thái Lan phẫu thuật, mặt, gọt má, bơm cầm và mới đây là làm lại răng. Từ khi có tiền, cậu ấy mới bắt đầu ăn chơi, bạn bè trong giới gặp gỡ thì cũng nói, nhưng không nghe. Chơi với anh em thì Cường sòng phẳng lắm, nếu không vướng vào chuyện kinh khủng kia, thì vào tối 5 tháng 3, Cường đã có hai show diễn ở ngoại thành Hà Nội. Chỉ thương bố mẹ và vợ con cậu ta, không biết có chịu được cú sốc như thế này không? Người bạn của Châu Việt Cường cho hay, theo thông tin chúng tôi thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với Công an quận Ba Đình và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ một cô gái trẻ tử vong bất thường sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường và một số người bạn. Đặc biệt, ngoài Châu Việt Cường, trong nhóm này còn một nam ca sĩ trẻ mới nổi của làng âm nhạc Việt Nam. Người này được xác định là ca sĩ có nghệ danh NK. Tại cơ quan công an, bước đầu Châu Việt Cường khai nhận, đêm muộn ngày hôm trước, Cường đi cùng Huyền về nhà một người bạn ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây, Huyền và Châu Việt Cường cùng mấy người bạn sử dụng ma túy. Ca sĩ Châu Việt Cường khai, sau khi sử dụng ma túy suốt đêm, rạng sáng, Huyền xuống chợ dưới nhà mua tỏi mang lên phòng, bị ảo giác khi chơi ma túy là có ma nhập, nên Châu Việt Cường và Huyền đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma. Rồi Cường và Huyền bóc tỏi cho vào miệng Huyền, dẫn tới cô gái trẻ này bị nghẽn rồi tử vong. Đây mới chỉ là những lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.